Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác đoạn tuyến từ nút giao Mai Sơn đến nút giao Đông Xuân thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan để nhanh tiến độ thi công đoạn tuyến từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến đường gom dân sinh, chỉ đạo nhà thầu có biện pháp thi công phù hợp không ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến cao tốc. Tiếp tục chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn, kiểm tra, giả soát để hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Triển khai các thủ tục về công tác nghiệm thu công trình xây dựng ngay sau khi hoàn thành các hạng mục còn lại để được xem xét, chấp thuận chính thức kết quả nghiệm thu, hoàn thành công trình theo quy định. Các nhà thầu cần phối hợp với đơn vị quản lý khai thác thực hiện đúng các quy định về vận hành, bảo trì, đảm bảo công năng và tuổi thọ công trình theo thiết kế trong quá trình khai thác điều tiết giao thông từ xa, bố trí nhân lực trực gác theo yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác tạm thời tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn quốc lộ 45. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện đề nghị Bộ Công an tiếp tục bố trí thêm lực lượng tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng có công văn gửi Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cục đã huy động và tập huấn cho 167 cán bộ kiểm định tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ kiểm định khoảng 107.000 xe tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong tháng 5 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường đợt 3 để tiếp tục hỗ trợ công tác kiểm định tại hai thành phố này. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ bảy, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông các địa phương, lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền từ nay đến ngày 28 tháng 5 với các khẩu hiệu như tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn, đường phố dành cho cuộc sống, đạp xe mạnh khỏe, vui vẻ, an toàn, đi xe điện thân thiện với môi trường, đi xe buýt ít nguy cơ, đã uống rượu bia không lái xe, giảm tốc độ nhường người đi bộ, tuyên truyền vận động và giáo dục pháp luật cho người dân tuân thủ quy định về tốc độ và các quy tắc giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi chạy quá tốc độ, nồng độ cồn, lấn chiếm phần đường của người đi bộ, xe thô sơ, đi xe trên vỉa hè. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị ngành giao thông vận tải tăng cường giả soát, chỉnh trang điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặc biệt là hệ thống giải phân cách, làn đường, báo hiệu dành cho xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ, sắp xếp lại vỉa hè, lề đường ưu tiên cho giao thông của người đi bộ, bố trí tạm dừng đón trả khách cho xe buýt. Dọc tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoàng Hóa, tình trạng người dân đặt biển quảng cáo sai quy định lấn chiếm vẻ hè lòng đường diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Dọc quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoàng Hóa, hàng loạt biển quảng cáo hai chân dựng tràn lan bất chấp và đã bị cấm sử dụng từ lâu. Tuyến đường chạy qua các xã Hoàng Phú, Hoàng Quý, Hoàng Quỳ hầu như không có vỉa hè, những biển quảng cáo đặt cả xuống đường gây cản trở, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông nhất là tại những góc cua hẹp hay những đoạn đi từ đường nhánh ra quốc lộ. Nhiều biển quảng cáo cao to quá khổ, đủ loại màu sắc cũng khiến người tham gia giao thông đôi lúc mất tập trung khi điều khiển phương tiện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông. Quảng cáo thì đến giờ họ mang ra rồi đến hết giờ họ lại kéo vào thì cũng hơi chướng nhưng mà họ cũng kéo vào họ cũng không để cả ngày. Thưa quý vị các bạn, vài năm trở lại đây thì những tấm biển hai chân như thế này đã bị cấm được sử dụng để quảng cáo. Tuy nhiên thì không hiểu lý do tại sao trên quốc lộ 1A đoạn qua biển địa bàn huyện Hoàng Hóa lại xuất hiện rất nhiều tấm biển như thế này gây cản trở giao thông. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp nơi giải tỏa hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông trên tuyến. Các cơ quan chức năng liên quan và huyện Hoàng Hóa cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đặt biển quảng cáo vi phạm. Đặc biệt, cần xem xét trách nhiệm của các địa phương nơi để xảy ra tình trạng đặt các biển quảng cáo vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.